Cho Hùng hỏi thật nha Ở đây có bạn nào lâu rồi chưa về thăm quê không? Ở đây có bạn nào lâu rồi mà chưa ăn lại các món bánh của tuổi thơ Mấy cái món bánh mà ngày xưa nội hay làm, ngoại hay làm á Là hôm nay, sẵn có dịp về quê Mới thấy cái quầy chuối chín bói treo lụng lẳng của nội á Tiện miệng mới nói vui là Trời ơi, lâu rồi, không có ăn lại cái món bánh chuối hấp hay nội Đó, chỉ nghe vậy thôi đó Mà lật đật, đi làm liền cái món bánh chuối hấp Mà còn nói nữa, Tao bây giờ còn khỏe á, tụi bay thèm cái gì á, thì tao cố gắng làm còn được. Chứ vài năm nữa tao mà chống gậy lụm khậm rồi á, tụi bay thèm thì tao cũng thua thôi hà. Tự nhiên nghe được những cái lời đó, rồi nó chạnh lòng làm sao á các bạn. Bởi từ cái câu chuyện buồn chuối chín bói treo lủng lẳng như vậy đó, mà có được cái món bánh chuối hấp hôm nay nè. Thấy nội bắt tay vô làm á, thì hai cô cháu cũng nhào vô phụ nội thì làm bánh chuối còn cô thì lột dừa nạo dừa xong rồi sau đó mới vắt lấy cái phần nước cốt để chúc mình à, thắng cái nước cốt mình chấm chung như bánh chuối á các bạn mà hùng còn nhớ á, cái thời của hùng trở về trước á nội hay làm mấy cái loại bánh nhân gian này lắm thỉnh thoảng là làm hoài à tại vì cái thời hồi xưa của hùng á đâu có nhiều loại bánh trái trà sữa như bây giờ đâu mà bây giờ á, ai cũng lớn hết rồi lâu lâu mới có dịp về quê mới được ăn lại những cái món bánh mà hồi xưa nội hay làm nè bởi mỗi lần về quê là hùng tranh thủ ghi lại những chiếc clip như thế này nè để dành đó mai sau còn có cái mà xem lại